Thông báo tuyển diễn viên. Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên mở chuyên mục tiểu phẩm truyền hình. Chúng tôi cần tuyển cộng tác viên thường xuyên làm diễn viên tham gia diễn xuất các tiểu phẩm. Các bạn trẻ đam mê nghệ thuật diễn xuất, có ngoại hình cân đối, giọng nói truyền cảm có thể đăng ký tham gia dự tuyển. Các bạn sẽ được trang bị những kỹ năng diễn xuất để đáp ứng yêu cầu công việc. Trong quá trình trải nghiệm, các bạn có thể được giới thiệu để tham gia những dự án sân khấu, điện ảnh truyền hình. Mọi chi tiết xin liên hệ với đạo diễn Nguyễn Xuân Quyến, Đài Phát Thanh và Truyền hình Hương Yên. Điện thoại 0813 636 171.